Cả ba thành phần này bạn đều dùng những cái bột mịn như vậy, bạn có thể trộn thêm một chút nước ấm vào và sau đó bạn sẽ massage nhẹ nhàng ở trên da. Và chính động tác massage này đó chính là cách giúp bạn sẽ loại bỏ đi những tế bào chết, tế bào già cỗi ở trên da. Ngoài ra thì cả ba thành phần này chúng đều có những cái thành phần là dưỡng ẩm này, chống lão hóa các loại vitamin để hỗ trợ cho da của bạn sẽ được cấp ẩm và trắng sáng hơn. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn cách giúp bạn sẽ có một làn da trắng sáng và đều màu hơn bằng những sản phẩm từ thiên nhiên. Đặc biệt là những sản phẩm này sẽ thường có trong gian bếp của bạn. Và với cách làm này sẽ giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí, tuy nhiên hiệu quả đem lại cũng rất là khả quan. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất mong rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Là phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam, ai cũng mong muốn rằng mình sẽ có một làn da sáng hơn, căng mịn hơn và đều màu hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khoản đầu tư để mua cho mình những cái chai serum hay là những sản phẩm kem dưỡng đắt tiền. Chính vì thế, trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn những sản phẩm bạn có thể dùng từ tự nhiên cùng những cái chú ý và cách dùng làm sao để giúp bạn sẽ có một làn da sáng và căng mịn hơn. Tất nhiên là những sản phẩm từ thiên nhiên này thì hiệu quả nó sẽ chậm hơn những sản phẩm bạn mua trên thị trường. Nhưng với những cái mẹo nhỏ bạn áp dụng, cộng với việc bạn sẽ tự nghe ngóng trên cái làn da của mình để xem độ đáp ứng đến đâu và điều chỉnh, thì Hương tin chắc rằng bạn sẽ có một làn da cải thiện hơn rất nhiều. Cách đầu tiên chúng ta có thể sử dụng chính là dùng các sản phẩm tẩy tế bào chết từ tự nhiên. Bạn biết rằng là da của mình sẽ có những cơ chế thay mới tế bào, tức là theo một cái thời gian nào đó, một chu kỳ, thì trên da sẽ có những tế bào già cỗi được loại bỏ và tế bào mới được sinh ra. Và chính điều này sẽ giúp da của bạn nó sáng hơn, nó mịn hơn. Tuy nhiên, cái chu kỳ thay mới và thời gian thay mới này nó sẽ dài và tăng dần lên theo cái độ tuổi của bạn. Có thể ở những độ tuổi trước thì cái chu kỳ này rất ngắn, khoảng 28 cho đến 30 ngày. Nhưng ở sang độ tuổi nhiều hơn, nó có thể kéo dài đến khoảng tầm 40 cho đến 50 ngày. Và chính những cái tế bào già cỗi còn lại ở trên da của bạn không được đào thải, nó sẽ khiến da của bạn xù xì, tối màu và thiếu sức sống hơn. Vì thế, nếu như bạn có thêm bất kỳ những cái sản phẩm nào giúp hỗ trợ loại bỏ tế bào già cỗi, tế bào chết này, nó sẽ khiến da của bạn nó vừa mịn hơn, lại sáng hơn rất là nhiều. Và cái điều này bạn tưởng tượng nó giống y hệt như cái cây chuối. Cái lớp vỏ bên ngoài của cây chuối nó sẽ thường rất là xù xì này và tối màu. Nhưng nếu như bạn lột bỏ lớp vỏ bên ngoài đi thì bên trong nó sẽ là một cái lớp vỏ mịn hơn này, sáng hơn này và trắng hơn rất là nhiều. Và Hương đề xuất cho bạn ba cái sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý từ thiên nhiên. Đầu tiên là bột cà phê, thứ hai là bột yến mạch, thứ ba là bột cám gạo. Cả ba thành phần này bạn đều dùng những cái bột mịn như vậy. Bạn có thể trộn thêm một chút nước ấm vào và sau đó bạn sẽ massage nhẹ nhàng ở trên da. Và chính động tác massage này đó chính là cách giúp bạn sẽ loại bỏ đi những tế bào chết, tế bào già cỗi ở trên da. Ngoài ra thì cả ba thành phần này chúng đều có những cái thành phần là dưỡng ẩm này, chống lão hóa các loại vitamin để hỗ trợ cho da của bạn sẽ được cấp ẩm và trắng sáng hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện theo phương pháp này, bạn lưu ý điều đầu tiên hãy lựa chọn những cái loại bột mịn, bởi nếu như cái bột của bạn có những cái vật hay là cạnh sắc nhọn thì nó có thể khiến bạn bị tổn thương khi bạn massage, và có thể những cái tổn thương đó nó chỉ nằm nông ở thượng bì, nó không hề gây chảy máu, nhưng đó chính là tiền đề, là cửa ngõ khiến vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào da của bạn và từ đó chúng ta sẽ gây ra sự hình thành của phản ứng viêm. Và với thực hiện cái liệu pháp tẩy tế bào chết vật lý này thì Hương có thể đề xuất cho bạn một tuần khoảng từ 1 cho đến 2 lần. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nghe ngóng với làn da của mình. Nếu như da của bạn đáp ứng tốt, bạn có thể duy trì điều này. Còn nếu như da của bạn khỏe này, nhiều các tế bào sần sùi già cỗi ở trên da và da của bạn khi mà dùng thì không có phản ứng phụ gì, bạn có thể tăng lên một tuần khoảng tầm 3 lần. Cách thứ hai bạn có thể dùng là sử dụng những sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học từ tự nhiên. Nếu bạn đã xem qua các video trên kênh của Hương, bạn biết đến hai thành phần tẩy tế bào chết hóa học rất là nổi tiếng, đó chính là AHA và BHA. Thì trong những sản phẩm tự nhiên cũng sẽ có những hai thành phần này. Cách thứ nhất khá là thông dụng và được rất là nhiều bạn truyền tai nhau, chính là chúng ta hãy tẩy tế bào chết hóa học bằng sản phẩm là quả chanh. Với quả chanh này thì rất là nhiều bạn làm theo cách là chúng ta sẽ cắt cái lát quả chanh, sau đó chúng ta sẽ trà sát cái quả chanh đó ở trên da. Và nhiều bạn sau khi chúng ta thực hiện cái phương pháp này thấy rằng da của mình sáng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, bạn cần hiểu này, nếu chúng ta dùng phương pháp là trà sát cái lát chanh đó
đó trên da. Tức là chúng ta đã thực hiện hai cách tẩy tế bào chết song song. Thứ nhất là động tác trà sát đó, nó tương tự giống như việc bạn vừa tẩy tế bào chết vật lý ở phía trên. Và thứ hai, trong quả chanh thì có chứa rất là nhiều thành phần là acid citric. Và đây là một cái acid khá là mạnh, một cái loại AHA. Thì chúng sẽ là một cái thành phần tẩy tế bào chết hóa học ở trên da của bạn. Vì thế nếu bạn muốn thực hiện phương pháp tẩy tế bào chết hóa học bằng quả chanh thì Hương lưu ý cho bạn rằng bạn sẽ chỉ cần lấy một vài giọt chanh và bạn có thể pha thêm một chút nước ấm. Sau đó bạn sẽ thoa lên các vùng da này và đợi trên da khoảng tầm vài phút thì sau đó bạn rửa mặt đi luôn. Bạn tránh dùng biện pháp là chúng ta trà sát lên trên da, như vậy rất dễ gây tổn thương cho làn da của bạn. Tuy rằng thực hiện phương pháp tẩy tế bào chết từ cái quả chanh này sẽ khiến da của bạn sáng hơn rất là nhiều, và khá nhiều bạn có thể cảm nhận thấy sự trắng sáng đó chỉ sau một lần sử dụng. Tuy nhiên chúng sẽ có những cái mặt hại ở phía dưới đây. Thứ nhất là chúng ta không hề biết được rằng cái nồng độ acid citric ở trong quả chanh là bao nhiêu. Vì vậy sẽ có những da bạn nào đó nhạy cảm thì chúng ta có thể kích ứng này, có thể mẩn ngứa này, thậm chí là nổi mụn. Vì vậy bạn cần phải lắng nghe làn da của mình. Nếu bạn sử dụng mà thấy rằng da của mình có vấn đề thì hãy đi rửa mặt ngay lập tức. Điều thứ hai, cũng chính bởi cái nồng độ không rõ ràng của cái thành phần trong cái quả chanh này thì bạn cũng không biết rằng là mình sẽ cần phải lưu ở trên da bao nhiêu lâu. Chính vì vậy Hương hãy nói với bạn một điều là bạn hãy cảm nhận ở trên da của mình. Nếu bạn thấy rằng là da của mình nó ổn này, không châm chích quá thì có thể lưu khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút. Và có một số làn da có thể khỏe hơn, bạn có thể lưu cái thời gian lâu hơn một xíu. Tuy nhiên thời gian thì có thể ở trên da chỉ khoảng tầm 1 cho đến 2 phút là tối đa thôi. Tuy nhiên với cách làm là dùng quả chanh này để có thể tẩy tế bào chết hóa học thì nó cũng khá là mạnh mẽ. Vì vậy Hương đề xuất cho bạn cách thứ hai, đó là chúng ta dùng sản phẩm là sữa chua không đường để giúp tẩy tế bào chết. Ở trong sữa chua không đường chúng ta sẽ có cái thành phần là acid lactic. Đây cũng là một cái loại AHA, tuy nhiên chúng nhẹ nhàng hơn cái acid citric ở trong quả chanh rất là nhiều. Và ngoài ra thì cái công thức phân tử của cái acid lactic này nó lớn. Vì vậy ngoài tác dụng đầu tiên là loại bỏ tế bào già cỗi ở trên da thì thứ hai chúng còn hỗ trợ cho làn da của bạn được cấp ẩm này. Từ đó khi mà bạn tẩy tế bào chết bằng sữa chua không đường, bạn sẽ thấy rằng da của mình nó mịn màng hơn, như mình vừa cấp thêm một độ ẩm cho làn da. Và với cách làm này bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ thoa một cái lượng mỏng sữa chua không đường ở trên da của mình và lưu trên da khoảng tầm vài phút, sau đó bạn sẽ rửa mặt đi bằng nước ấm. Lưu ý rằng chúng ta sẽ chỉ nên sử dụng sữa chua không đường ngay sau khi mới mở nắp xong, tránh việc bạn để sữa chua từ ngày này qua ngày khác ở trong ngăn của tủ lạnh và bạn dùng đi dùng lại. Như vậy có thể tạo tiền đề cho cái vi khuẩn xâm nhập và khiến cái việc bạn tẩy tế bào chết này nó có thể gây nguy hại đến tình trạng da của bạn. Và với cả hai cách tẩy tế bào chết từ thiên nhiên ở phía trên thì lưu ý rằng thứ nhất là sau khi tẩy tế bào chết xong thì da của bạn rất dễ là nhạy cảm hơn vì cái lớp da mới. Vì vậy bạn cần phải chống nắng đầy đủ. Và thứ hai tuyệt đối quan trọng hơn nhắc lại, bạn hãy nghe ngóng trên làn da của mình để thực hiện về tần suất, về thời gian lưu ở trên da để xem rằng da của bạn đáp ứng như thế nào. Cách thứ ba để giúp da của bạn trắng sáng từ tự nhiên đó là sử dụng sản phẩm từ mật ong. Mật ong thì nó là một cái sản phẩm khá là nổi tiếng từ xa xưa đến nay. Tuy nhiên từ ngày xưa đã được vua chúa sử dụng rất là nhiều. Nó rất là tốt cho sức khỏe và cho cả làn da của bạn. Tác dụng đầu tiên của mật ong chính là cân bằng cái hệ vi khuẩn ở trên da của bạn và giúp da của bạn có thể sửa chữa và liền thương hơn. Vì thế một số bạn gặp tình trạng là mụn khi sử dụng thêm cái mặt nạ mật ong còn hỗ trợ cho bạn kháng viêm hơn và làm lành cái vết mụn đó hơn. Tác dụng thứ hai là trong mật ong có chứa rất là nhiều những thành phần cấp ẩm và chống oxy hóa cho làn da, vì thế sẽ khiến da của bạn nó săn chắc hơn và mịn màng hơn. Và ngoài ra mật ong cũng là một cái sản phẩm tẩy tế bào chết từ tự nhiên, tuy nhiên chúng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, nhẹ nhàng hơn cả cái thành phần là chanh hay là thành phần là sữa chua mà Hương vừa chia sẻ ở phía trên. Vì vậy nó khá phù hợp cho bạn nào đó gặp tình trạng là da nhạy cảm hơn mà bạn không thể sử dụng hai cái thành phần là sữa chua và chanh ở phía trên. Và với việc sử dụng mật ong này thì bạn chỉ cần làm sạch da, sau đó bạn sẽ thoa một lớp mỏng mật ong ở trên làn da này. Bạn có thể lưu lại trên da khoảng tầm từ 5 phút cho đến 10 phút và nghe ngóng làn da của mình. Sau đó bạn sẽ rửa mặt đi bằng nước ấm và tiếp tục bôi thêm các sản phẩm dưỡng ẩm. Và đối với mật ong này bạn lưu ý, thứ nhất là hãy lựa chọn mật ong ở nơi uy tín, bởi hiện nay trên thị trường có rất là nhiều mật ong có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và điều này có thể khiến da của bạn bị mẩn ngứa, thậm chí là kích ứng. Ngoài ra tần suất sử dụng thì một tuần cũng chỉ nên khoảng tầm từ 1 cho đến 2 lần thôi, bạn tránh lạm dụng phương pháp này. Và cách thứ tư giúp bạn có thể trắng sáng từ tự nhiên đó chính là sử dụng trái cà chua. Và trước khi bước vào cách làm này, đừng quên rằng bạn hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới. Những loại quả màu đỏ giống như của cà chua thì bên trong thành phần sẽ có chứa rất là nhiều vitamin A và vitamin C. Và vitamin A bạn biết rồi, với cái thành phần là retinol dẫn xuất của vitamin A rất là quen thuộc, chúng sẽ hỗ trợ da của bạn là tăng tốc đổi mới tế bào này, chống lão hóa và khiến da bạn săn chắc hơn. Ngoài ra thành phần vitamin C đối với sức khỏe thì sẽ hỗ trợ là tăng sức đề kháng, còn với làn da sẽ hỗ trợ da của bạn săn chắc hơn này, hỗ trợ là tăng sinh collagen.
khiến da của bạn sáng hơn, đều màu hơn và được bảo vệ tốt hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, trong một cái video gần đây Hương đã chia sẻ bằng việc là chúng ta sử dụng cái nước ép cà chua để đắp lên cái vùng bọng mắt này cũng sẽ hỗ trợ rất là tốt cho việc giảm thâm bọng mắt và giúp cái phần vùng mắt của bạn được thư giãn hơn. Và với cách làm này, bạn có thể là thái lát nhỏ cái miếng cà chua đó bạn đắp trực tiếp lên trên mặt, hoặc bạn có thể dầm cái quả cà chua đó rồi bạn lấy một cái miếng bông tẩy trang này, bạn thấm cái dung dịch nước đó và đắp lên trên da. Thời gian đắp của bạn sẽ khoảng tầm là từ 10 cho đến 15 phút. Và với việc đắp mặt nạ cà chua, bạn cũng sẽ có một lưu ý. Thứ nhất là việc chọn trái cà chua. Hãy chọn trái cà chua chín vừa phải để giúp bạn có thể là, thứ nhất là có nhiều thành phần vitamin A, vitamin C hơn, và cái nước ở trong nó nhiều hơn để đủ đắp cho toàn bộ khuôn mặt của bạn. Thứ hai, việc chọn cái trái cà chua cũng cần phải xem rằng là chúng ta mua được cà chua sạch, tránh rằng chúng ta mua không rõ nguồn gốc xuất xứ thì bên trong trái cà chua còn rất là nhiều cái dư lượng thuốc trừ sâu, từ đó có thể khiến da của bạn bị kích ứng, mẩn ngứa, thậm chí là tệ hơn rất là nhiều. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về 4 cách giúp bạn có thể có một làn da trắng sáng và đều màu hơn từ thiên nhiên. Vậy bạn hãy xem rằng bạn đã áp dụng được cách nào, và trong quá trình bạn thực hiện, nếu có bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hướng dẫn bạn thêm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.